Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về có bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau. 6 chữ số khác nhau. Thì bài này ở cấp 3 giải rất đơn giản, được chưa? Còn đối với cấp 1 và cấp 2 thì các bạn cần những kiến thức sau đây. Thứ nhất, các bạn phải hiểu số có 6 chữ số khác nhau là gì. Thì bước đầu tiên mình lấy ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây được gọi là số tự nhiên có 6 chữ số. Thì cách 1, các bạn đếm giúp mình. Thì các bạn đếm từ phải sang trái. Đây là quy ước của mình, quy ước của lợi nha. Được chưa? Rồi, thì bắt đầu mình đếm từ phải nè, sang trái nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok chưa? Cách 2 là các bạn dựa vào số hàng của nó. Thì cũng từ tay phải sang tay trái. Cái hàng đầu tiên đó là hàng đơn vị. Hàng thứ hai thuộc hàng chục. Hàng thứ ba thuộc hàng trăm. Hàng thứ tư thuộc hàng nghìn. Hàng thứ năm thuộc hàng chục nghìn. Hàng thứ sáu thuộc hàng trăm nghìn. Vậy số có 6 chữ số phải đảm bảo thuộc hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Ok chưa? Khác nhau là sao? Khác nhau ý nói hàng đơn vị là số 6, thì trong những cái hàng còn lại không thể là số 6 nữa. Số 5 nè, số 4 nè, số 3, số 2, số 1. Được chưa? Đó. Ok chưa? Rồi, thì để giải quyết được bài này thì bước đầu tiên các bạn cần nhớ đó là mỗi con số trên thế gian đều được tạo bởi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Được chưa? Và cái dãy số này sắp xếp theo chiều tăng dần. Tăng dần ý nó 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, 3 lớn hơn 2 và 9 là số lớn nhất. Và trong dãy số này có bao nhiêu chữ số ? Các bạn đếm nè, số 0 là 1 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 số nữa cả. 10 số. Từ 0 đến 9 có 10 số. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tìm có bao nhiêu số có 6 chữ số. Có bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau. Thì số có 6 chữ số thì dễ làm lẹ. Thì các bạn nhớ rằng số có 6 chữ số là có 6 hàng. 1 là hàng thứ nhất, hàng thứ 2, hàng thứ 3, hàng thứ 4, hàng thứ 5, hàng thứ 6. Tương tự là hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Được chưa? Rồi, thì để tìm có bao nhiêu số, các bạn làm hàng số 6 trước, đó là hàng trăm nghìn. Thì từ 0 nè đến 9 có bao nhiêu số ? 10 số. Được chưa? Nhưng đối với hàng trăm nghìn không thể có số 0. Vì sao? Ví dụ như 0, 1, 2, 3, 4, 5. Thì cái số này viết thì 6 chữ số, nhưng trong toán học nó rút gọn lại là 1, 2, 3, 4, 5. Chỉ còn 5 chữ số mà thôi. Vậy hàng số 6 không thể có số 0. 10 số mà bỏ đi số 0 đi. Bỏ đi mấy số ? 1 số. Vậy còn mấy số ? Từ đây tới đây 9 số. 9 số, nhớ 9 số nha các bạn, 9 số. Rồi, tiếp theo, hàng số 5 thì có thể lấy số 0 rồi, nhưng do khác nhau, hàng này đã lấy một số rồi, trong 10 số từ 0 đến 9 có 10 số mà hàng số 6 lấy đi một số rồi, 10 số mà hàng số 6 lấy đi một số vậy, trừ đi một giúp mình. Vậy còn bao nhiêu số ? 9 số.
tiếp tục. Tương tự, hàng số 6, hàng số 5 đã lấy ghi mấy số rồi? Hàng số 6 lấy một số, hàng số 5 lấy ghi một số nữa là lấy mấy số rồi? Hai số. Mà từ 0 đến 9 là 10 số, mà lấy ghi hai số còn mấy à? Còn 8 số. Tương tự như vậy, hàng này là 7 số, hàng này là 6 số, hàng này là 5 số. Ok chưa? Rồi, để biết có bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau thì ta lấy số lượng của từng hàng nhân lại. Đây, 9 số là 9 nè, nhân 9 nè, nhân 8, nhân 7, nhân 5, nhân, xin lỗi, nhân 6, nhân 5, nhân 8, nhân 7, nhân 6, nhân 5. Rồi, hãy tính ra kết quả và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, hoặc là bài tập nào chưa giải quyết được, các bạn cố gắng comment sớm giúp mình để mình hướng dẫn và khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.